hồi 8 múi cơ bắp mà bây giờ có ai tưởng tượng được ông già gần 40 tuổi rồi mà vẫn còn cái Không body như thế không không? không phải một thời gian đâu em ạ, nó là cả một quá trình thì mới chính xác, nó là cả một nỗ lực đấy, Thật đâu ra phải là đúng tự là dưng được thế đâu. Bởi vì là từ lúc vào MU anh nghĩ nhớ không nhầm phải đến tận năm 2008 2007 bắt đầu Ronaldo mới có cái body như thế, đúng là như và vậy rồi. ngày một nó hoàn mỹ hơn. Còn Messi thì không phải nói rồi, không biết anh em nào như Messi tài tôi năng nhá, thiên bẩm. fan anh fan Ronaldo, anh fan Ronaldo nhưng mà anh cũng chẳng ghét Messi mà anh còn thích Messi đá cơ. Bởi vì phong cách đá của Messi xem nó rất là bắt mắt, như kiểu là xem một thiên tài đang biểu diễn ấy, rất sướng. Và thôi, chúng ta cùng đến với cả trận đấu thôi. Vitality đương nhiên là bắn bên phía T-side trước, đây là map pick của họ mà. Còn các City thì họ sẽ bắn bên phía City. Có X-Tack lên cho mình full bomb và chúng ta cùng xem nào, có một tí stack ở khu vực bombsite B rồi JKS có cho mình cái mặt của Sub. Flame bắt được Misuta, double kill cho JKS, Vitality gặp khó rồi. Còn một mình đó là Kyojin cũng như Apex, chính xác là hai mình thì đúng rồi, nhưng bây giờ Kyojin anh ta ăn quả nết đang là quá yếu, bắt đầu lao lên Apex xin luôn cái mạng của Instant. Kyojin cố gắng vùng vẫy anh ấy không thể làm được, và ở đây Apex cũng không thể nào lưu giữ chiến thắng cho Vitality nữa. Đó là 1-0 dành cho Complex City, một khởi đầu nhìn chung khá là thuận lợi cho họ. 1-0 Galaxy City rồi. Trận đấu đầu tiên thì 6-16, anh em có thể thấy trên cái bảng biểu số ở góc bên tay phải của anh em. Nó sẽ có map đấu này, nó sẽ có cả tỷ số trận đấu trước cũng như là tỷ số map trận đấu hiện tại. Thì nó đang là 1-0 Galaxy City rồi, round thắng Pistol thuộc về họ. Đây sẽ là một round đấu mà Vitality họ sẽ quyết định là fork bài luôn. Apex có sở cao, khá bất ngờ khi người cầm sở cao không phải là cái tên Zygu hoặc là Soxy mà đó lại là Apex cơ. Một player phải nói đang bắn khá bay. Ở map đầu tiên thì Apex có cho mình cái triple kill với những tình huống bắn xuyên smoke không tưởng của anh chàng này. Và hãy cùng xem liệu Apex có thể thử thể hiện một cái phong độ bay như vậy ở cái map thứ hai này không đây. Nhìn chung thì với round thi đấu Pistol vừa rồi thì Apex cũng đã đóng góp khá lớn, nhưng mà anh ấy có cho mình hai mạng. Zai có một rất tiếc ba player trước, ba player còn lại đó là Misuta, Soxy cũng như Kyojin thì chưa thể được quá nhiều. Round thi đấu thì nhìn chung có thể thấy rằng Complex City họ lợi thế hoàn toàn, đó là mặt hỏa lực. Không ai có thể chối cãi điều này cả, và nếu Vitality họ để thua thì round sau họ cũng chắc chắn phải eco mà thôi. Với những khẩu súng Deagle như này thì cơ hội dành cho Vitality vẫn là có chứ không phải là không. Khi mà chúng ta biết thừa rồi, một viên Deagle vào thẳng mồm thì đó sẽ là một mạng. Không cần biết đúng sai, không cần biết giáp 2 hay giáp 1. Poison đang có góc kề khá đẹp và Apex thí sinh đầu tiên double kill, triple kill cho Poison quá đơn giản. Và bây giờ Blame F đang đón đầu xu thế, đó là anh chàng Soxy. Nhưng Soxy thì nó tốt hơn, còn Donato Zafix, lính đánh thuê của chúng ta đã lên tiếng, đó là 2-0 cho Complex City. Round đầu khá đơn giản và dễ dàng Galaxy City thôi. Còn ngược lại team Vitality round đầu tiếp theo họ sẽ phải eco. Đó là cái điều thiết yếu rồi. Để round đầu tiếp sau đó họ sẽ có thể đủ tiền để có thể full buy. Chúng ta cùng xem tình huống bắn của Poison toàn mồm là mồm với khẩu Famat này. Phải nói thực sự thì Poison anh ấy vẫn là đầu tàu bên phía Galaxy City, một trong số những trụ cột không thể thiếu của đội tuyển này rồi. Kèm theo đó là những cái tên như Blame F chẳng hạn, một trong số những player đã là kỳ cựu của Kama City. Một quả nét trả ra yếu được Misuta. Đây là một round đấu Vitality họ eco và chỉ có mình Sock là người cầm DE thôi. Có một khẩu P50 trên người Zygu nữa. Poison bắt được Apex với FF Kyojin Misuta kịp đời một nhưng Poison làm mình cái double kill. Zygu bắn vào mồm của Poison xuống về 2v3 rồi. Phải nói như tình huống bắn của Vitality vẫn đang có một cái độ gì đó, cái tỷ lệ headshot rất cao, một cái độ ảo của nó anh em ạ. Dọc 73 máu, thế Nato Safix quyết định xê sủi vào khu vực nhà vệ sinh. 2v3, em nghĩ là còn cơ hội cho Vitality không hả Hưng? Chắc chắn là còn, tuy nhiên nó sẽ cực kỳ là mong manh. Các player của Complex City thì chắc chắn rồi họ sẽ có góc thi đấu nhìn chung nào đẹp hơn. Nhưng mà cẩn thận nhà Instac ơi, vì Soxy anh ấy đã cầm sẵn khẩu Deagle vào. Chúng ta cùng chờ đợi xem nào, ai sẽ là người chiến thắng đây, đó sẽ là Instac cực kỳ là chủ động. Soxy mặc dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ đến đây mà thôi. Còn số 3 đang hiện ra ngay trước mắt Complex City rồi kìa, Zai chỉ còn lại cho mình 62 HP. Và anh ấy cũng không có chuẩn bị bất kỳ mảnh giáp nào hết. Estac hoàn toàn sẵn sàng hốt mạng và đó chính xác là 3-0 cho Complex City. Bên phía lineup của Complex City có một player mà tôi nghĩ rằng anh em cũng khá là chú ý. Đó là vị trí anh chàng Nato Safix. Anh ấy được mệnh danh đó là lính đánh thuê và gần như đã stand in qua cực kỳ nhiều đội tuyển. Ngày hôm qua thì bản thân mình cũng đã có cơ hội được phỏng vấn anh chàng này và mình có hỏi anh ấy là anh nghĩ sao khi mà rất nhiều người gọi anh ấy là lính đánh thuê.
Anh ấy thì Data Graphics đã nói rằng với thời điểm dịch bệnh khó khăn như này thì có cho mình một công việc, một team nào đó để chơi là điều rất tốt. Và anh ấy cũng cảm thấy cái tên này khá là ngầu bởi vì không phải ai cũng thể được stand in nhiều team như anh ấy. Và cùng quay trận trận đấu thôi. Poison đón đầu Kyojin, Kyojin không còn trên bản đồ này nữa. Lao lên tiếp tục sẽ là vào chỗ chết hay là sao đây? Poison đang quá bơ và lò em vẫn làm thêm cái mạng nữa. S tắc backup quá kịp thời. Ba vệ đài, Vitality họ vẫn còn khẩu AK, họ vẫn còn khẩu ốp và vọng họ vẫn còn cơ hội trong round thi đấu này. Khó rồi, khó thực sự. 2v3 Vitality Zygo có 15 máu thôi. Nhưng đây là Zygo, bản lĩnh của HLTV phải lên tiếng thôi. Một tí vỡ sở tay hơi quê vì Kamchiti nhảy mãi không lên được ạ. Có phải không vậy hay đó một tình huống mà cái tên Nato Zafix đang muốn ném nết chẳng. Bởi lên map đang có kê ốp đẹp. Còn ngược lại bên phía Vitality thì Zygo đang bò trường ở nước rồi. Zygo có một mạng bắn quá tốt. Apex phải xử lý một vé đài nào đây. Một tình huống mà Apex, chúng ta cùng xem nào. Apex thấy đỉnh cao đã không ít lần. Một vé 3, một vé 4 các anh công nhưng anh ấy già rồi, kiếm Insta kết thúc đi Apex. Và đương nhiên tỷ số sẽ là 4-0 trước cặp Black City. Họ đang tái diễn lại một cái kịch bản nó hơi giống mang tới đầu tiên. Và đừng bảo với tôi là hai đội này pick map cho nhau. Bây giờ nói thì hơi sớm, nhưng mà em có một cảm giác nó là như này. Tức là khi em dự đoán, đưa ra dự đoán bản thân mình trên group 500 Rose Family thì dự đoán đâu gần như sẽ là chuẩn đó. Gần như em chưa dự đoán sai lần nào cả. Tuy nhiên thì dự đoán trên Nemo TV thì gần như cứ dự đoán đội nào là y rằng đội lại thua. Nói bây giờ hơi sớm nhưng không biết là liệu mọi chuyện có thực sự xảy ra hay không, hay liệu chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ tại đây. Vitality đây là thi đấu họ vẫn cọ tiếp tục full buy và cùng xem nào. Poison lần này lại tiếp tục đưa khẩu ốp ra, anh ấy đã thấy những dấu hiệu. Apex chỉ còn cho mình đó là 40 HP mà thôi. Tiếp tục đưa ốp ra nhảy nhót với chúng tôi này. Apex không còn trên bản đồ này nữa và bây giờ thì anh chàng Soxy đang muốn làm anti fragger một mình tăng vào khu vực B-long của các thành viên Complex City. Họ đang có những suy nghĩ có lẽ còn cao hơn thế. Rào đấu mà Apex nhảy nhảy như như kiểu vũ điệu cổng trường vậy anh em ạ. À, Soxy một tình huống mà Soxy sẽ được là người gửi gắm lại khu vực B-long. Và đây là một rào đầu bắn chủ động 3B đến từ Kamchiti thôi. Một người đứng ở Toxic là cái tên JKS. Rất có thể đây một tình huống muốn set bài bom sai B rồi. Soxy vị trí đứng đẹp cho Soxy như nào. Soxy quyết định quay tâm đi và dạt ra những Instax núp vào né flash trước đó. Double kill cho Instax rồi. JKS kịp thời có cho mình một mạng và bông chốc chỉ còn Misuta là cái tên còn sống thôi. Một rào đấu quá nhanh, quá nguy hiểm. Call of Duty họ không mất cho mình bất kỳ một súng nào. Quả bom rơi xấu cho Misuta. Rào thắng thứ năm nó sẽ đến với Call of Duty thôi. Nhưng Misuta bắt được mấy súng đây? Câu hỏi bây giờ đặt ra là như vậy. Hoặc anh ấy sẽ xếp súng hay không? Có lẽ là đi xếp súng rồi. Cái tín hiệu đang muốn lọ mọ đi xếp cho mình khẩu AK. Phải nói từ nãy đến giờ thì Call of Duty họ đang thi đấu rất tốt đến với City. Khá giống với cái cách mà Vitality bắn bên phía CG map Vertigo. Hưng, em nghĩ sao về cái việc mà nếu như có map tiêu thứ ba xảy ra ở trong cặp trận BO3 lần này? Map thiếu thứ ba nếu như chúng ta có thì có thể sẽ là một trận, có thể mọi thứ sẽ khá là căng kèo dành cho một vài anh em chưa nắm rõ thì map thiếu thứ ba chúng ta sẽ là map thi đấu Mirage và cái map này tỷ lệ thắng của Vitality cũng đang là cao hơn nhưng mà Complexity thì cũng không kém cạnh là bao nhiêu cả. Chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ một kịch bản có một map thiếu thứ ba thật là bùng nổ. Stark ở đây tình huống sấy quá là chuẩn xác, không có từ gì để chê cả. Và Complexity họ đang làm chủ quá tốt ở khoảng thời gian đầu tiên, 5-0 rồi. Và liệu Vitality có thể lên được con số 1 vào khoảng thời gian nào đây? Có thể sẽ không phải lúc này khi mà hỏa lực của họ đang là yếu hơn rất nhiều so với những ngôi sao xanh. Đang là một phong độ khá là bùng nổ đến từ Complexity. Một tình huống mà Complexity sẽ tách người ở khu vực Connect rồi thì đã lộ tiếng, tôi nghĩ là như vậy. Sẽ là một round đầu khó khăn cho Vitality thôi, chỉ là một round hát bài của họ. Apex là người cầm sờ cao Misuta, xếp được khẩu AK ra đầu trước, vũ khí mạnh nhất trên người của Misuta rồi. Còn đào những động thái bò trên Zygo và liệu Zygo có bị bắt hay không đây? Ai ông cảnh sát? Poison kết thúc Apex, nhiều đó là một khẩu ốp, có lẽ Apex đã dứt điểm được Poison rồi. Poison có một, là tổ ra với chết đi Zygo, bởi lên em bắt được Soxy ở middle, thôi hết rồi. Round thắng thứ 6 là đây, chứ đâu bom thì rơi nhưng Kyojin. Người Pháp công Việt Kyojin trời ạ. Tình huống bắn thứ hai có lẽ nó là người Việt gốc cây rồi.
nhưng không sao, anh ấy làm hết sức mình rồi. Nato Safixuta, một tình huống một vét tốn ừ khó rồi. Vẫn còn đó cái tên Nato Safix đang bò trườn khu vực cầu đất, những pha bắn xuyên cửa quá tốt đến Cam City. Misuta còn 22 máu thôi, mất đến hơn nửa máu mới nhặt được quả bom, quá khó với Misuta. Lại một lần nữa thì rất có thể Misuta lại đi xếp rồi. Liệu có phải không đây, một vét tốn quan tâm headshot, một tình huống bắn xuyên tường headshot poison. Đây liệu có phải là ngài nhập hay không đây? Lợi đức ngài, tôi hỏng rồi, bom đặt khả năng cao dây kết từ bom chết Misuta rồi. Tình huống Misuta 5-7 Instac và đương nhiên tỷ số nó vẫn sẽ là 6-0 cho Complex City. Quả đấy mà nếu như bên phía của Vitality mà thắng được thì thôi đúng là cũng lợi. Nhưng mà phải nói rằng pha one tap của Misuta có khi đến Scream cũng phải gọi bằng bố. 6-0 rồi cho Complex City. Có thể nói rằng là một vài những cái lời tuyên bố của Blame F trong ngày hôm qua tôi phỏng vấn thì đang dần dần hiện rõ. Mục tiêu Complexity của họ thì nhìn chung sẽ là tới được vòng playoff mà thôi. Và họ sẽ cố gắng để cố gắng chiến thắng tất cả đối thủ. Họ nói rằng là họ không sợ bất kỳ một ai hết. Khi mà tôi có hỏi câu hỏi là muốn đánh bại ai nhất thì họ muốn nói rằng đó là mọi đối thủ đều như nhau và tất cả thì họ đều muốn đánh bại. 6-0 cho Complexity rồi. Vitality đây sẽ có cơ hội để họ có thể lên được con số 1 cùng sẹp nào. Bây giờ bảo pick bắp cho nhau thì cũng vẫn là hơi sớm. Một quả nét quá chất lượng và Kyojin. Người Việt gốc cây của chúng ta chỉ còn lại nó 55 HP mà thôi. Có lẽ là ngay từ đông qua Cam City gáy hơi to. Có lẽ họ định làm vua đi đòn chăng. Bây giờ họ đang dẫn trước 6-0 rồi. Poison có kêu ốp đẹp cho cùng xem nào. Blame em giạt ra nhưng không có bất kỳ cái mạng nào cả. Kyojin bắn vào mồm anh chàng này. Nato Zafix đang muốn ngó lên từ khu vực connector. Vẫn còn đó khâu ốp của Poison khu vực A-Shot. Nato Zafix cần thả mình quá chuẩn, double kill rồi. Zaigu bắn xịt một viên ốp đây đáng tiếc và chưa thể có cho mình cái triple kill. Nhưng Misuta với Zaigu yếu hết rồi. Misuta bắn vào mồm của Poison đưa tình huống cân bằng với người. Sốc đang là người bò chạy bom xe A, bom xe A đang clear. Bomalia clear. Và liệu Vitality họ biết điều này hay không đây? Bây giờ thì các thành viên Complex City họ có lợi thế về máu. Nhưng mà lợi thế thế trận thì chắc chưa biết được đâu. Zai UK lại quá kinh nghiệm và Estar không ngờ tới điều này. Vâng, một khẩu súng trong hai bộ gọi là Monster Collection bên phía Complex City đã rơi rồi. M4A1 Poseidon đã rơi thì liệu khẩu Icarus Fell trên người Nato Zafix có thể lên tiếng không đây? Giải ngủ làm nốt luôn Nato Zafix. Vâng, đi rất có đôi có cặp. Hai khẩu súng đều thuộc bộ Monster đều đã rơi và bây giờ chính là cơ hội để Vitality lên được con số 1. Sọc xì đã đưa Jacket về với miền đất mẹ và đó là một round đầu tiên trong Vitality. Cứ ngờ rằng là Complexity sẽ có được round thứ 7 luôn. Nhưng không, Zai Wu thi đấu quá bó cẩn. Đó là round thi đấu đầu tiên này cho bầy ong vàng. Tao lên mới tiếp tục round tiếp theo thôi. Thì số hiện tại đang là 1-6 rồi. Nói thực sự thì trận đấu diễn ra rất căng thẳng anh em ạ. Nhắc đến câu A clear tôi lại nhớ đến một ai đó. Sẽ là một round đấu mà Cam City bắn chủ động ở middle. Quyết định đẩy mid đến từ tiền Blame F rồi. Ngược lại Vitality thì sao? Subsi đang bo chuyển ở B-Shot. Poison có kill up đẹp. Poison bắt được Kyojin rồi. Lại một lần nữa thì Cam City có bị lợi thế hơn người. Blame F bắn vào mồm của Apex. Đưa tình huống về đó là 3v5. Misuta đang là người bo trườn ở connector, làm gì đây? Zaigu bị lùa rồi, đang một tình huống bị lửa lùa đến từ vị trí của Zaigu. Chạy, đang muốn chạy bom say bề. Nhưng ngay trên đầu Misuta thôi là cái tên Nato Safix. Misuta! Ôi giời ơi! Nato Safix headshot Misuta rồi. Một tình huống say, không còn mỹ từ gì nữa đến từ anh chàng Misuta. Đó là một tình huống vẽ tranh rồi, chứ không phải là say AK nữa. 2v5 quá khó với Vitality. Một chút nữa thôi nó đã về là 3v4 rồi đó. Khó lắm rồi. Zai Ú và Soxy liệu họ sẽ làm gì đây? Hai player này thì vị trí của Zai Ú đang là tròn vai, còn Soxy đang hơi dưới sức một chút xíu.
Lửa trả vào Toxic không cho Estac đứng ở đây thêm. Tuy nhiên điều động cũng không mang quá nhiều ý nghĩa, bởi vì hiện tại bom xe B bên phía Vitality cũng không gần như không thể đục vào. Soxy gần như đang bị bánh mì kẹp thịt, Zai U đang cố gắng tạo những điều đột biến. Liệu anh ấy bắt gai không đấy? Ui, bắn vào cột, không bắn vào người được ạ. Và đó là đoạn hiệu trận thắng không mất bất kỳ một ai từ Complexity. Một round đấu có lẽ phải gọi là cực kỳ perfect. Tuy nhiên vẫn có một chút vết xước nhỏ đó, có một player thì hơi mất máu một chút xíu. Không sao cả, vẫn là chiến thắng Complexity mà thôi. 7-1. 7-1 rồi, 7-1 cho Complexity. Họ đang trình diễn, phô diễn tất cả mọi thứ mà họ luyện tập được trong suốt những ngày thi đấu qua. Bây giờ họ đang dẫn trước với khoảng cách là 6 round, một khoảng cách khá lớn rồi, nhất là khi đối thủ gọi là cái tên Vitality, một đội tuyển đã đánh bại họ ở trên map pick của chính họ là Vertigo với một tỷ số nghe nó hơi trừu tiệm một tí anh em ạ, đó là 6 lệch 16-6. Bây giờ liệu kịch bản có tái diễn hay không đây? Capacity chắc cày lắm rồi đấy. Có lẽ là họ đang muốn thi đấu phải 150% công lực mà họ có rồi. Sẽ là một round đấu mà Vitality full buy. Họ có cho mình những khẩu súng to, full bom mìn, Kyojin bắn ga lưu. Nhưng mà anh ấy đầy đủ hết bom mìn rồi. Một quả lửa, Kyojin dập lửa băng qua luôn. Một cái lối bắn rất chiến đấy từ Kyojin. Quyết định không đợi lửa tắt, vừa lên em trả đết ra, nó đã muộn rồi. Nhà Apex vẫn bị cấu mất 12 HP. Một round đấu mà Complexity đang rất chủ động ở mid độ. Nhưng bỗng chốc họ lùi lại, khi bỗng chốc nhận ra là mình chỉ bắn 2A thôi. Chỉ có đó là BDMF là người canh khu vực nhà vệ sinh, và khẩu ốp của Poison sẽ là người trấn thủ khu vực A-Long chẳng. JKS lắc ra bị lo, anh vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu nào cả. Một tình huống gọi là dăm ấy ra hư. Rất tiếc không có quá nhiều điều xảy ra khi mà A-Long cũng không có bất kỳ một Complexity nào chấn giữ hết. Vẫn đang tình huống gọi là chơi trong hòa bình. Đã có tình huống trả lửa ra và một quả nết thả ra cực kỳ chất lượng Apex. Ngay tức là bản điểm số Poison cũng góp vui với cái mạng của Misuta. 3 vết nằm và ngay lập tức lại khó cho Vitality rồi. Người biết gốc cây của chúng ta thì vẫn chưa thể tỏa sáng trong round hôm nay. Có vẻ như là bao nhiêu aura của anh ấy đã để hết ở Vertigo rồi chăng. Và bây giờ đến với round hôm nay là một thân xác mệt mỏi. Flash trả ra, Poison ngay lập tức lùi về. Và anh ấy sẽ lắc ra tiếp sốc gì thì tiếp theo. Kyojin đổi một không thể làm được hai. Sẽ là 8-1 cho Complexity và tôi không nhìn thấy cửa nào cho phía Vitality có thể làm được trong round hôm nay cả. Hỏng rồi. Thực sự phải nói là Vitality đang gặp khó rồi. Có lẽ là họ đã bùng nổ ở map đầu tiên chăng? Và khi sau từ thứ hai này thì đối thủ gọi là Complex City bắt đầu mới bùng nổ. Anh em, liệu anh em có nghĩ vậy không? Hưng, em nghĩ sao về cái việc mà Complex City đang dẫn khá đậm trước Vitality? Một cái điều khá bất em ngờ, nghĩ nhất là khi đây là map pick của Vitality nữa. Nếu mà Complex City có thể thắng được cái này thì khó nghĩ là cái gì nó còn hơn cả bùng nổ. Có khi phải gọi là Big Bang rồi. Bởi vì dù sao Vitality họ cũng được đánh giá là cao hơn, tỷ lệ thắng cũng cao hơn và thứ hạng bảng xếp hạng họ cũng cao hơn. Pick map cho nhau thì có vẻ như hoàn toàn có thể có tình huống pick map cho nhau thật nếu cứ thiếu như thế này. Ui Apex, cẩn thận anh ơi. Apex thì cũng phải gọi player khá là giàu cảm xúc, nhiều lúc brain, nhiều lúc gáy, đôi khi ảnh hưởng đến cả đồng đội. Nếu đây bây là giờ Big Bang thì em nghĩ ai là Z Dragon em? Big Bang à? Nếu đây là Big Bang về Complexity, nếu tính Complexity rồi nhá. Z Dragon thì có thể sẽ là Playmap, anh này là trưởng nhóm, anh này là in game leader. Đấy, phải là Zaigu. À tính game bên Complexity cái gì? À ok. Em bảo Complexity. Đấy, đấy vừa nói xong Z đi lên tiếng rồi kìa và ngay lập tức xin luôn mạng anh chàng Kyojin. Vâng, trưởng nhóm ZD của chúng ta đã nổ súng thì tôi nghĩ những player còn lại cũng sẽ lên tiếng của tôi. Daesung là ai nào? Hay là vị trí của TOP cũng như là Seungri thì sao? Cả Tae Young nữa. 8-1 cho Complexity hiện tại và có thể sẽ lên con số 9 nếu như Vitality vẫn cứ thi đấu như thế này. Khó rồi, khó cho Vitality, thực sự là như vậy. Zaigu cầm một khẩu ốp 800 đồng thôi. 800 đồng là số tiền mà Zaigu có, là trong đô. 8-1 cho Complexity rồi. Đây là một round đấu mà Vitality họ không đánh được B, lại quay ngược lại lên A. Dãi ra mid, chiếm mid, nhưng đối mặt với họ là BLMF, một player đang bắn khá tốt với 7 mạng rồi. Bỗng chốc thì cái bên phía Vitality họ gặp khó ở map thiếu thứ hai này, sau khi có cho mình vô vàn lợi thế map thiếu đầu tiên. Đây sẽ là một round đấu mà Vitality họ đang muốn tổng tiến công bom xe A với cái chủ lực là Zaigu. Zaigu sẽ cầm chủ lực round đấu này và Zaigu bắt được cái tên BLMF rồi.
Đưa tình huống về là 4 vs 4. Chúng ta cùng xem nào, liệu Vitality họ có thể nuôi chủ lực của mình thành công hay không đây. Misuta kết thúc Nato Savic. Một tình huống 5 vs 4 lại trở về là 4 vs 3. Bom được đặt cho Vitality rồi nhưng Poison bắt được Soxy. Poison không được đâu. Và Apex kết thúc Poison với viên Obsid đáng tiếc vừa rồi. 2 vs 3, bom đặt đẹp cho Vitality. Hai cầu ốp nhắm thẳng vào quả bom này. Thì làm gì còn có cửa để các MCT có thể gỡ được nó nữa. Và đương nhiên tỷ số sẽ là 2-8 cho Vitality. Thế này thì thôi, xong rồi còn gì nữa. Một round thi đấu thua mà có lẽ là không đáng để thua. Xtac lao ra, Xtac làm một Xtac có ai. Nhưng bây giờ để gỡ round thi đấu này thì nó không còn cơ hội nào cả. Và đó là con số 2 thì cho Vitality. Một round thi đấu có thể thấy rằng nó là gần như chúng ta thấy chỉ có duy nhất Zai U là cái hỏa lực chính. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì họ vẫn có thể giành chiến thắng được. Đây rồi, Misuta lao lên, bắn đó là Nato Safik. Apex cũng xin luôn cái mạng ở trong Poison. Và ngay lập tức Complexity để thua. Lượng tiền của Complexity lúc này thì cũng không phải là còn dư giả gì ở đâu. Khi mà Xtac hết sạch tiền. Nato Safik 50 đô, Poison 3.000 mốt, JK và Blame F thì cũng sấp xỉ nhau, ngang ngửa nhau mà thôi. Liệu Vitality có thể đây là con số 3 không đây? Chúng ta có thể nhìn sơ qua thì chắc chắn là Complexity sẽ có lợi thế sau cái lượt phân sắp được kết thúc rồi. Những tình huống đục đẽo và Kyojin cũng như là Zai U bây giờ không còn quá nhiều máu. Zai U mặc dù 37 HP vẫn cố gắng lao lên, anh ta không sợ gặp phải địch cư. Tạm thời thì địch vẫn chưa có ý định là muốn chiếm lại một B-shot này thì phải. Một cái lối bắn chủ động đến từ Zai U. Sẽ là một round đầu mà Complexity đã gặp khó rồi. Lượng tiền của họ đang khá đuối. Đây rất có thể là một kỳ là quan trọng Complexity. Ngược lại bên phía Vitality cũng có rất nhiều player yếu tiền. Một round đấu mà Vitality dồn rất đông người ở khu vực bomb side B. Và đang có thiên hướng chuyển lại rồi. Chứ có một người đang cài gửi gắm ở khu vực connect, đó là cái tên Misuta. Misuta đang bò chưa lên. Rất có thể đây sẽ là một tình huống mà muốn fake B đánh nha chăng. Nhưng mà khẩu ốp của Poison đang kéo ra để trích nhà vệ sinh. Biết được nhà vệ sinh clear rồi nhưng vẫn đang bắn chủ động, bắn 3A. Một round đầu mà nếu như Vitality đánh lên bomb side A thì Cam City bắt bài chính xác rồi. Và liệu Zai Gu với khẩu ôm trên tay anh ấy đổi được mấy đây? Xtac kêu gọi người anh em của mình là cái tên JKS đang muốn đẩy khu vực đó là cống chẳng. Nếu như cống B mà được đẩy sẽ là khó cho Vitality. Bắt đầu test bom những cầu flash được búp ra, trích khu vực nhà vệ sinh cũng như trích khu vực A-shot gần. Poison góc kế ốp đẹp cho anh ấy. Và liệu Poison ta mình có tiếng Poison chủ động quay mặt né Vlad. Poison bắt được sống gì, double kill cho Poison rồi. Blame làm cho mình được đổi mạng, Zai Gu kịp đổi một rồi, vẫn đó là triple kill Blame. Và đương nhiên tỷ số rất là 9-2 cho Complexity. Một round thi đấu rõ ràng Complexity và đã phối hợp với nhau là cực kỳ nhuyễn. Nó không hề có một chút dấu hiệu nào sự rời rạc cả. Poison cũng tỏa sáng khá là kịp thời với viên ốp, kèm theo đó sự bảo kê đến từ Blame F nữa. Nhạc này vang lên là chúng ta sẽ có một quyền tactical timeout rồi. Và có vẻ như nó sẽ đến từ Vitality của tôi. Rất nhiều những cái câu nói, những tình yêu thương của Apex đây là trao đi. Và tôi cũng không hiểu tiếng Pháp lắm nên tôi cũng không thể đọc khẩu hình được. Nhưng mà đại ý có lẽ sẽ nhắc đến vị trí của Soxy cũng như Kyojin. Mà Apex có vẻ là cũng hơi chuyên tâm chỉ đạo đến lượng KD của anh ấy, bây giờ cũng không là đẹp lắm. Thật ra cũng phải nói rằng map hiếu này thì bên phía City side cũng sẽ có phần nào đó lợi thế hơn. Và có lẽ rằng khi mà họ được chuyển side thì phần nào đó mọi chuyện cũng sẽ được cải thiện. Anh em có thể thấy rằng là cái lối bắn bên phía T side của Vitality thì trong trận đấu này đang bị Complexity bắt bài khá nhiều. Một round đấu mà Complexity bắn lên tận 3. Và khi Vitality tràn lên thì Poison, một tình huống Poison chủ động quay mặt vào khu vực thùng vàng và né flash. Rất hay đến từ Poison và Poison làm cho mình được đổi mạng. Blame F thì góc đứng đẹp rồi, Poison hút đạn, có một cái triple kill. Một round đầu phối hợp hoàn hảo giữa Poison cũng như cái tên Blame F. Đây là một round đầu Blame F đang bị kẹt lại ở khu connect, không bất kỳ ai cover cho nháy cả. Chúng ta pha xoáy sở này nào. Blame F vẫn đang tình huống căng thẳng mình nhá nhấp thôi. Ở middle có người, đó là cái tên Misuta. Misuta được đồng đội sẽ tách lên lộ tiếng rồi, chắc chắn Blame F biết rằng mid có. Blame F muốn bắn cược, Misuta bắn thẳng vào một Blame F. Và đương nhiên lợi thế hơn người cho Vitality rồi. Hơn một người cho Vitality, tuy nhiên có Complexity họ vẫn còn đổ bốn họng súng sẵn sàng trực chờ.
JGS anh ấy vẫn chưa là chính mình cho lắm. Và thực ra thì phải nói rằng anh ấy không có quá nhiều cơ hội để chơi game, khi mà những người đồng đội của anh ấy gần như đang làm hết. Đó là vị trí có Poison, 12 round thi đấu, 17 mạng, thiệu số thực sự là quá tốt với cả một AWPer. Và cùng xem liệu anh ấy có thể tiếp tục nổ súng trong round thi đấu này không đây. Ở một người và Vitality họ vẫn đang thực sự khá là chậm rãi. Cùng xem là liệu cuối cùng thì sẽ lên A lên B đây. Có vẻ sẽ là vào B. Instax đấy cạnh quá sẵn và đó là cho Apex. Những player còn lại đang muốn vào thuộc bi sót. Quả lửa trả ra rất kịp thời. Đây sẽ là cơ hội để chơi guest có thể chơi game và cải thiện một chút lượng frag của mình. Poison ở đây đã xin luôn cái bạn chàng dai ngô. Ngay lập tức không còn là tên người nộ. Ui, bắn viên ọt ơi, đang tiếp ngay lập tức phải trả giá. Bây giờ thì Soxy cầm lấy khẩu ọt với tôi. Phi tặng lên bom sai A với Hoàng Thăng Minh là còn 15 giây. Liệu có ổn này không? Đây đã có bắt đầu sự backup trở lại. Chơi guest anh ấy làm một, anh ấy không thể làm hai khi đó là Misuta. Bom rơi, Nato ra phích nhìn thấy cái lưng của Soxy. Còn lại Misuta và tôi. Misuta không thể làm được điều gì cả. Và đó là 10 round để chiến thắng tay cho Complexity. Một đầu đánh chậm của Vitality. Và như chúng ta đã thấy đó, về phía Complexity thì họ đã quá dứt khoát. Tình huống bắn bên phía City của Complexity đang rất chủ động và nói như vậy. NATO Safix làm cho cái double kill, một tình huống mà các thành viên tên phía Vitality không khác gì như cá nằm trong trên giọ cả. Có rồi. Khoảng cách là 8 round. Poison bị bắn yếu. Nếu đó mà khẩu ốp thì có lẽ Apex đã dứt điểm đi Poison rồi. Bởi lẽ map có trên cái mạng của Kyojin, Apex còn 54 HP thôi. Nhá với chúng tôi double kill bởi lẽ map. Góc kêu ốp đẹp của Poison từ khu vực A-Shot ngắm trực diện ra mid đồ, nhưng dài gu đang căn thẳng mình di chuyển cực kỳ khôn khéo, nhưng có người kề lại ở bên em rồi. Triple kill bên em hết rồi. Hết rồi và nó sẽ là 11-2 cho Complex City. Có vẻ như là big map cho nhau thật rồi. Tới thời điểm này thì chúng ta có thể gần như là mường tượng về điều đó rõ ràng hơn. Soxy rơi bom, Mista headshot JKS nhưng có lẽ cũng không để làm điều gì cả. 11 tài dành cho vị trí của Complexity. Thêm một round nhiều nữa thôi thì khoảng cách sẽ là 10 round. Vâng, có ai ngờ được là các team lại pick map cho nhau và đến mức mà nó sâu đến thế không? Bây giờ nếu như theo kịch bản này nhá, thì Vertigo, Overpass pick map cho nhau thì có thể đến Mirage sẽ là map thì nó căng thẳng. Kể ra cái suy nghĩ của Hưng nó cũng khá là hợp tình hợp lý thôi. Khi Galaxy họ đang thắng khá đậm trên map pick của đối thủ rồi. Kyojin còn 65 HP. Đây là một round đấu bởi vì bắn khá chủ động không biết đồ, nhưng rất may cho anh ấy nó không mất bất kỳ máu nào cả. Ngược lại bên kia thì Kyojin yếu rồi. Kyojin sau map thi đấu đầu tiên bắn quá bay, anh ấy là người Pháp gốc Việt. Thì chuyển sang map thi đấu thế này thì anh ấy đang trở lại đúng phong độ của chính mình rồi đó. Poison góc kê ốp đẹp và wow, wow, đó đẳng cấp, đẳng cấp của top 1 HLTV. Zygu xuyên tường bắn netshot, upper bên kia là Poison. Cả hai player đều có mình cái ông ngắm 8x. Poison là người được kê trước. Một góc kê ốp cực kỳ đẹp của Poison, nhưng Zygu vẫn có thể headshot đi anh chàng này. Đó chỉ có thể là một pha bắn quá ảo đến từ Zygu thôi. Pha đấy cùng nhau ở khu vực A-Shot. Phải em sao Hưng? Cái pha vừa rồi có khi Poison còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Nghĩ là Poison em thấy nghĩ rồi. Là như... Poison thấy cái vừa tình huống vừa rồi, Poison thấy cái ống ngắm của Zygu nhưng Poison không kịp phản xạ. Ở đây Vinh tăng vào trong side có một cái double kill. Bomba clear. Và liệu cái cảm hứng mà Zygu đem lại tình huống bắn vừa rồi nó có thể khuấy động lên cái tinh thần của Vitality hay không đây? Thì họ đã bị dẫn rất đậm trên map pick của chính mình rồi. Instax với trên tay là một khẩu ốp, còn JKS là một khẩu M4 đang đi xếp, nhưng đối thủ gọi là tên Soxy. Instax, ôi gì, Instax bắt được Sox rồi. Sox là người kế trước Instax, trên tay là có một khẩu ốp. Hai vét 4 đi xếp súng thôi. Thành viên của Vitality họ không đi bắt súng nữa rồi. Quyết định họ không muốn trở thành NIP, mà họ vẫn sẽ là Vitality thôi. Round thi đấu mà có lẽ là bên phía Vitality họ thi đấu và sao ta có một sự nhuyễn và tình huống của Poison nó cho là anh ấy có thể nhìn được đầu súng, tuy nhiên thì có lẽ nó cũng chưa thực sự hiểu chuyện gì sẽ đã xảy ra. Đây chúng ta cùng xem lại góc nhìn của Poison.
Ui Em thấy không? ôi. Em Dã thấy man. cái bóng chân nhỉ? Chỉ một chút thôi nhưng mà Dã Giang Vũ đã man. có thể pick được Poison rồi. Dã man, Quả dã đấy man, thì dã man. nó khá giống Kennedy nhỉ? Anh em nào còn nhớ cái quả mà Kennedy bắn cho G2? Một tình huống mà Kennedy cũng vẩy ốp với cả các đội tuyển bên phía của một đội tuyển của Đan Mạch, tôi quên mất tên rồi. Đó là cái tên gì nhỉ? Một đội tuyển mà trước đây một đội tuyển, anh em nhớ tên gì không anh em? Pha bắn x2 zoom của JKS ở đây, Soxy bắn vào mồm của JKS rồi. Sẽ là một lợi thế hơn người cho Vitality thôi, và liệu nó phải là con số tâm linh 41 đây không đây? Con số rất tâm linh. Đây rồi, nó chính xác anh em ạ. Đó là một tình huống bắn của dịch của KNS ở với cả đối thủ của anh ấy là Team North, chính xác rồi, ở bạc Inferno. Đây sẽ là một lợi thế hơn người cho Vitality. Chúng ta cùng đến với cả trận đấu thôi. Diễn biến đang rất căng thẳng. Đây là round cuối cùng của lượt phân hạt rồi, và liệu tỷ số nó có phải là 41 hay không đây, hay nó sẽ là 12-13 giống với kịch bản mà thi đầu tiên. Chính ra là Vitality lúc này họ đang cảm thấy rất gay và thấy hơi cấn rồi. Và liệu có phải vào map 3 không đây? Poison ra cầu ọp ra xin mang Hyojin nhưng mà không có ngày trở về. 4v3 vẫn là lợi thế của cho Vitality. Và cùng xem nào, bây giờ nó là 3v3 rồi khi mà S-Tack lắc ra và xin luôn cái thủ cấp của Apex. Đúng là bắt đầu gay và hơi cấn thật chứ có gì nữa. Soxy đang muốn lao lên và anh ấy sẽ nhìn Estac ư, tạm thời là chưa, flash trả ra đã nhìn thấy cái lưng mà tịnh kinh nhập vị trí Estac rồi, nhưng Estac cũng thi đấu tốt hơn. Ba vệ tài NATO sao fake hai player mới, một người là lính đánh thuê thì Estac lại thành tỏa sáng. Zayu xin Estac có 1v1, Zayu chỉ còn lại 7 HP và tôi em ơi, cầm lục lên nào. Bây giờ không tham mình không còn nhiều nữa, đang cố gắng dần dưới từ vị trí của Blame em sẽ đặt Nhiều bom, và lắm liệu vậy là rồi. một lệ đặt luôn thật. Đặt luôn thật và bây giờ thì ôi trời ơi, Zayu là người giành chiến Cầm lục thắng với lên. 7 HP. Cầm lục Chúng ta sẽ lên. cùng Chúng ta sẽ cùng giải lao trong ít phút trước khi của đến với là second half mà thôi anh em.
Vâng, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lượt thi đấu second half. Nhắc lại một chút cho anh em trong round thi đấu vừa rồi, nếu mà ai mà mới vào theo dõi thì có lẽ là Blame F. Nói lại một chút thì có lẽ Blame F đã phạm hai sai lầm. Thứ nhất là anh ấy lại đi trốn, và cái thứ hai là vâng, cổ nhân đã dạy rồi. Trong tình huống đó chúng ta phải cầm lục chứ không nên cầm ốp. Và bây giờ cùng đến với cả round thi đấu second half. Bên phía Vitality họ được chuyển sang side mà được đánh giá là lợi thế hơn, đó là City. Và cùng xem quyết định họ sẽ là gì đây. Apex lên cho mình một lượng bom mìn gần như là tối đa, với ai có flash cũng như là smoke. 4 player còn lại sẽ đều là USP, Zac 1 và tôi. Trong khi đó phía bên kia, người cầm nhiều bom nhất đó là vị trí của S-Tag, và cả Blame F cũng tương tự. Nhưng mà khác một chút thì vị trí của S-Tag thì có một quả smoke. Và bây giờ Nate ra Misuta còn lại cho mình 10 HP và tôi. Đó sẽ là những cái lợi thế nhất định mà Complex City họ sẽ phải cố gắng để tận dụng vào nó. Complex City vẫn đang khá là chậm rãi. Vitality thì ngày cùng xem là liệu họ sẽ thi đấu ra sao trong cái round thi đấu này. Đang có một người bên phía của Vitality, đó là anh chàng Soxy, đang cố gắng đi lấy những thông tin ở khu vực A-Long. Tuy nhiên bây giờ anh ấy đẩy hết rồi mà vẫn chưa thấy ai cả. Misuta ở đây, anh ta 10 HP mà lại đứng cường như này. Ư, bạn muốn chết à? Trời ơi, không thể hiểu nổi. Lao lên đến từ vị trí của Man City mà tôi cứ thế mà lao vào. Một người trong banh và một người chuẩn bị trong đằng giác. Ao ra, Apex lên bản điểm số dùng dây. US Hop chơi ghé thành công. Đặt bom ra cho Complex City rồi. Và bây giờ Vitality họ muốn retake kiểu gì đây? Dây U chính thức ngang ngập Poison. Let's shot thêm cả Kyozin. Soxy ở đây một vết ba ư. Người có tỷ lệ clutch cao nhất thế giới, nhưng vào pha này thực sự đang là rất khó. Đối phương cứ thế nhấp nhà và cơ hội cho Soxy gần như là bằng không. Nhưng anh ta có một mạng Estac lao vào xử lý ra Sphinxer. Bây giờ trên người của Soxy cũng không có kit, thì thời gian không ủng hộ chàng này. 12-4 cho Complex City. 12-4 rồi. Complex City đang tràn đầy khí thế để họ có thể comeback ở map tiêu thứ hai này, khi họ vừa có cho mình ra thắng Piston tiếp theo. Tổng cộng là hai round Piston dành cho họ rồi. Nó khá giống với cái cách mà Vitality họ thi đấu ở map đầu tiên, cũng có được cho mình hai round thắng Piston ở map Vertigo, và sau đó thì kết thúc trận đấu với một tỷ số nó khá là lệch, đó là 16-6. Liệu thì bên phía Cup City họ có thể tận dụng cái lợi thế này để có thể dứt điểm sớm cái map tiêu thứ hai này không đây? Đây là một round đấu mà Vitality họ chỉ fork bài thôi. Zygu là người bắn sờ cao không giáp, bài hết tất cả những gì mình có luôn. Còn lại sẽ 4 khẩu DE kết hợp với cả khẩu sờ cao của Zygu. Liệu nó có đủ để có thể ngăn chặn Cup City hay không? Khi bên phía Cup City có đến tận 3 khẩu gà liều, 2 khẩu SMG. Istak cầm một Mark 10 cũng như là BDMF đang cầm cho mình một khẩu UMP. Di chuyển đội hình rất đông người khu vực long, đang muốn tăng lên long rồi, đây rồi. Soxy bảo long đông bách về thôi, sẽ có người bách về khu vực bom sai A, nhưng không, quyết định là không bách đến từ Apex. Apex đang cho thấy cái lối bắn bắt bài của anh ấy, bắt bài bắn 3B luôn, không có ai bách về để cover cho cặp đôi bom sai A là cái tên Soxy và cái Zygu K. Góc đứng kế đẹp của Zygu, và có vẻ như cái việc đó lại tỏ ra rất chính xác. Khi bây giờ Complex City đang di chuyển ngược xuống khu vực Connect và đang bo trườn và chuẩn bị muốn công vào cụ B-Shot rồi. Flash đã được buff ra, và bây giờ các thành viên của Vitality họ sẽ phải chống đỡ như thế nào đây. Tiếp tục ném nét và đã có tình huống súng nổ. Tham minh không còn lật quá nhiều nữa. Và Complex City họ đang để thời gian trôi, và Vitality họ sẽ dần dần bách người về. Cùng xem nào, bây giờ Misuta đang hơi nôn nóng muốn kéo cái khẩu súng của mình ra, và Kyojin cũng đã vào thế đẹp. Tham mỹ không còn là quá nhiều nữa, flash trắng quá, Kyojin chào cờ. Người kết thúc anh ấy là JKS bằng một cái chết trắng cho Kyojin. Hy sinh tiếp theo chính là Misuta. Apex cũng không kịp úa gì hết, 10 giây đặt bom sẽ là vừa. Soxy ở đây thì cũng chỉ để trang trí mà tôi không có ý nghĩa gì cả. Zayu ơi, 37 HP thì nên chạy đi, bạn muốn... bạn gọi là thế nào thế này, nên chạy là tốt nhất. Và bây giờ nếu không cẩn thận là không có scout để dùng trong round giống sau luôn đây này. 37 máu, không có giáp, và các thành viên của Complex City gọi đang muốn đi lùa. Và liệu có lùa được công được không đây? Đó sẽ là lùa thành công. Poison rút lục ra và xin luôn cái mạng của Zygu. Vâng, rõ ràng là rút lục ra nó vẫn là điều gì đó cực kỳ là quan trọng và cực kỳ cần thiết, không giống như Blame F trong cái round thi đấu thứ 15 vừa rồi. 13-4 rồi.
13-4 và khả năng cao nó sẽ là 14-4 thôi. Khi ra đấu này thì Vitality họ sẽ phải eco. Đúng là như vậy. Soxy sẽ giữ cho mình bàn. Soxy vẫn lên một khẩu DE. Khá bất ngờ. Không, người bài DE cho Soxy là cái tên Apex. Một round đấu mà Sox sẽ có một khẩu DE duy nhất. Cũng như là không, Soxy lên tự lên DE cho mình. Còn Apex cũng lên cho mình khẩu DE. Chính xác là như thế anh em ạ. Hơi sorry một chút. Đây sẽ là một round đấu mà Vitality có hai khẩu DE là vũ khí chủ lực rồi. Và liệu, hết rồi, Poison có cái double kill. Sốc dài gù đã nằm, bộ đội bom xe đã chết. Tại bên phía của Cam City họ đang thi đấu một cách rất bó cẩn và như thế. Bắt được hai người canh bom xe của Vitality rồi nhưng vẫn đang di chuyển khá là một cách thận trọng. Đi cùng nhau check rất kỹ các góc ở khu vực nhà vệ sinh. Bởi lẽ em sẽ là người đầu tiên tăng lên sai chăng? Một player có tay rất to. Nó như thế rồi, bắt đầu tràn bom xe à. Bây giờ thì Vitality mới có người bách về. Blame băng qua cả smoke. Một mạng. Và NATO Zafix kết thúc Misuta rồi. Chỉ còn đó là Kyojin với cầu USP trên tay thôi. 14-4 dành cho Complex City ở map thi đấu Overpass, map pick của Vitality. Bây giờ mà Kyojin clash 1v5 với khẩu USP này được thì tôi không biết phải gọi Kyojin là gì. Và chắc chắn là điều ấy sẽ không thể xảy ra. 14-4 hay chúng ta có thể gọi với tỷ số đó là 4 lệch. Cách biệt là 10 round thi đấu và liệu Vitality có thể lên nổi con số 6 hay không đây? Quá khó. Và có vẻ như HUD chúng ta đang lỗi lỗi à đây rồi. Và đó sẽ tình huống full ban từ Vitality mà tôi. Nếu như round này Vitality mà ngã thì Complexity sẽ lên được con số 15 và chúng ta sẽ có gần như chắc chắn là map hiệu thứ ba nếu như tỷ số ấy có thể xảy ra. Có nó là khó khăn đang trông rất khó khăn cho Vitality, thắng map đầu tiên dễ dàng và thua ở map thứ hai chẳng kịch bản đang sắp xảy ra rồi. Một tình huống stack 3 nết đến từ Complex City nhưng mà không có bất kỳ một phần nào bên phía Vitality stack lên góc đứng đó cả. Ơi đen cho họ tốn khá nhiều tài nguyên, bây giờ bắt đầu mình đẩy người ra chiếm mid. Người đi đầu là chú lái tàu mang số báo danh 02 Poison. Đối thủ của Poison trước mặt anh ấy là cái tên Soxy. Hai player chỉ cách nhau đúng bức tường thôi, một quả lửa chạm vào Toxic bắt buộc phải sủi đến từ anh chàng Kyojin Soxy. Đây rồi, ui một tình huống đi qua đời nhau, mình bước qua đời nhau rồi nhưng Zygu vẫn kê lại rất chắc. Zygu, thấy chưa, và liệu ui Sox bắt được Poison rồi. Sox vẫn là người giành chiến thắng thôi nhưng mà Cam City họ đang đi đến tận 4 người cùng vì lo một tình huống một tràn rồi. Kyojin anh làm cái gì vậy? Xin Flash đồng đội đẩy ra nhưng không có bất kỳ một ai cả. Và sau đó thì hơi chớ. Kisuta làm đội làm ba. Kisuta không thể một tình huống có wild kill. Đó là một tiếng triple kill thôi. Và chỉ còn NATO Savic là người còn sống. 1v3 53 HP. NATO Savic 5 số 7 Apex. Và đương nhiên tỷ số sẽ là 5-14 dành cho Vitality. Đó là một tình huống tỏa sáng đến từ vị trí của Misuta. Ba nháy quá đẳng cấp, quá mượt mà, quá ngọt nước. Và sau khi có một tình huống làm ba xong nhưng mặt anh ấy vẫn lạnh như tiền. Có vẻ như là Vitality phải thắng thì mặt anh ấy mới có thể cười lên được một chút. Bây giờ cũng sẹp đào. Một round thi đấu cực kỳ quan trọng cho Vitality khi mà họ đã cuối cùng đã thành chiến thắng rồi. Tuy nhiên thì round thi đấu này nếu họ để thua thì lượng tiền của họ cũng sẽ cực kỳ là báo động. Soxy anh ta đang cầm cho mình đó là một khẩu M4 và ném nết lao lên cũng cực kỳ là tự tin. Và cũng xem là liệu round này Complex City có thể lên là con số match point không đây. Chính xác đây cũng có thể coi là một key round này cho cả hai team. Complex City thì chúng ta chỉ còn đó là vị trí NATO Sapphic với 2.600 tiền là có thể đủ dùng trong round tiếp theo mà thôi. Khoai rồi. Khoai thực sự. Phải nói như thế. Đây tiếp tục là một round đấu nữa mà Com City họ sẽ đứng trước cái ngưỡng cửa để lên con số 15. Một round đấu full bài Com City và Poison có ốp. Và đây cũng là key round của chính họ cũng như là key round của cả Vitality. Đây là key round của cả hai bên luôn. Di chuyển ba người khu vực A long đang muốn chặn vào A short chàng nhưng có khẩu ốp của Zygu là người trấn thủ của nhà vệ sinh. Rất khó để có thể tổng tiến công vào vị trí này. JKS là người đi mid rồi. Một tình huống bắn kẹp chéo đến từ bộ đội bom xe à bên phía Vitality đó là Zygu với cả cái tên Soxy. Zygu bắt được Blame F rồi. Một tình huống bất tiếng bỏ chạy để cho đối thủ đuổi nhưng không bất kỳ player nào bên phía Cam City đuổi cả.
vì nếu như đuổi theo chắc chắn rồi Soxi sẽ giạt ra và kết thúc cái tên đó. Zygu đang bị kẹt lại nhưng Soxi cản tăng mình quá chuẩn, bắn chết cái cờ bom rồi. Soxi đã mở kill và đây Mizuta, Mizuta có mình bằng poison và đó là triple kill cho Soxi. Một tình huống mà Soxi bắn delta mình quá và đương nhiên tỷ số sẽ là 64 cho Vitality. Round tiếp theo thì Cam City có lẽ họ sẽ bắt buộc phải eco thôi khi mà rất nhiều player đã yếu tiền rồi. Liệu Vitality có comeback được hay không đây? Còn nước còn tát mà chưa 30 thì chắc chắn cũng chưa phải là Tết. Đây sẽ round đấu mà Cam City gần như sẽ thủ tục cho mà thôi. Gần như là eco hoàn toàn, có một chút lắc đắc cái khẩu lục và một xíu utility không quá đáng kể. Round này mà Vitality để thua được thì mới là hài, chứ còn thắng thì đó chuyện quá là điều bình thường luôn. Stacknet vào nhưng rất tiếc là Stacknet vào hư vô vì không có một ai đứng đó hết. Kyojin đứng một góc là rất đẹp rồi. Và những player Complexity tràn ra thì khả năng cao sẽ là cống mạng. Một mạng Apex có JKS ở đây nhưng Mizuta lên được ngay sau đó. Mizuta tiếp tục tỏa sáng, anh ta ngã xuống nhưng di sản để lại vẫn là quá nhiều. 7-14 cho Vitality, khoảng cách bây giờ còn lại đó là 7 round đấu nữa mà thôi. 74 rồi. Đang có những dấu hiệu comeback đến từ Vitality. Còn ngược lại, đội đang phải lo lắng đó là Complexity. Họ đang bị chững lại ở con số 14. Khoảng 3 round đấu rồi. 3 round thắng liên tiếp của Vitality đang nuôi lại cho họ một hy vọng để có thể comeback ở map thứ hai này, map pick của chính mình. Quả thực khi để những player bên phía Vitality bắn bay, đặc biệt là Zygu, Soxi cũng như là Mizuta nữa, thì mọi điều đều có thể xảy ra. Hiện tại thì Mizuta đang là người con số frag cao nhất với Vitality với đó là 16 mạng. Vị trí tiếp theo là cái tên Zygu 14 mạng. Còn bên kia thì sao? Poison 27 mạng. Một phòng độ quá khủng khiếp của Poison ở map thứ hai này. Liệu Complexity có thể lên cho mình được cái match point không đây? Vitality sau một khoảng thời gian họ chỉ là những chú đom đóm cực kỳ lập lòe thì bây giờ đang dần dần trở lại với hình ảnh là những con ong bắp cày cực kỳ là kinh khủng và ghê gớm. Chưa cần tới những sự hỗ trợ tới tổng tư lệnh của binh đoàn đom đóm thì hiện tại họ vẫn đang thi đấu nhìn chung là có những sự sáng sủa hơn trở lại khá nhiều. Ui dai ui, tôi vừa khen xong được tình huống flick không quá chuẩn xác nhưng mà đây rồi. Second chance sẽ cái tận dụng thành công và đó là xin cái mạng của Natosafix. 5-4 lợi thế một chút xíu Vitality về mặt nhân sự. Estac đang muốn lao vào vòng dạy B và hiện tại vẫn đang có người chân giữ nhà. Một tình huống xây khoảng cách cực kỳ xa. Apex cuối cùng cũng đang phải lên bảng điểm số. Vòng dạy B tạm thời được kiểm soát vào Complexity và cùng xem họ sẽ retake như nào đây Vitality ơi. Liên tục nết với cả bom được nhồi vào vị trí đặt bom. Complexity vẫn chưa thể đặt được quả bom. Bom dưới vòng đẹp của vừa ABC. Estac kịp đổi mạng Mizuta. Có bị cái mạng của Estac rồi. Dây kết kết thúc Mizuta. 2-3. Vitality đang gặp khó thực sự rồi. Soxi là người di chuyển khu vực B-Shot. Có một người nhiều bên phía Complexity, đó là JKS. Zygu với khẩu ôm trên tay, anh ấy bắt buộc phải tỏa sáng thôi. Xong có một flash nữa, có một người đang định bò trên ABC nhưng quyết định sai lầm đến từ Poison. Cân bằng với người rồi. Và Soxi bắt được JKS. Lợi thế đảo chiều cho Vitality. Chỉ có mình cái tên BLF là người còn sống thôi. Anh ấy còn cho mình 69 HP. Một con số khá là tâm linh. Và liệu BLF có thể clutch đây không đầy khi mà trên người nhảy là quả bom. Đặt bom, một tiếng đặt fake đến từ anh chàng BLMF. Soxi đang vào đầu bò vào rồi. Tình huống vẫn tiếp tục fake đến từ BLMF nữa. Flash bung ra trắng quá và Sox headshot BLMF. Đó là cái double kill cho Sox và đương nhiên tỷ số sẽ là 84 cho Vitality. Tiếp tục lần nữa lại là cái tên Soxi. Cùng với đó là cái tên Zygu tỏa sáng, giúp cho Vitality cứu được một bàn thua trông thấy rồi. Complexity họ đang gọi là hơi bị bánh trôi nước một chút xíu. Họ rất gần với chiến thắng rồi nhưng mà cứ liên tục để Vitality gọi là lên được một vài round thi đấu nhỏ và những cái gọi là thế nào nhỉ, tích tiểu để thành đại. Chưa biết chừng Complexity vẫn có thể để thua được. Đây là một round thi đấu mà họ chỉ toàn cho mình đó là những khẩu súng lục, đó là những đóng đinh P250 về cả một chút Deagle. Hơi khó để tạo nên những điều thần kỳ. Apex đã đẩy là cực kỳ sâu một khoản nên trả ra. Apex trước đó có mặt Poison nhưng không còn cơ hội cho Apex nữa. Estac bắn là tốt lắm. Bây giờ thì Zygu cũng đi theo. Hơn người cho bên phía của Complexity rồi nhà. Soxi, Soxi ơi! Và bây giờ Complexity
City, họ có cho mình những cái lợi thế cực kỳ lớn. Liên tục ra những tình huống gọi là shipper đến từ Vitality, và liệu có ship luôn chiến thắng này cho bên phía Complex City hay không đây? Bỗng dưng cái lượng hỏa lực của họ bây giờ đang là rất khỏe. Mizuta cũng sấy hơi chờ vào Yuzin cũng đi theo. 15-8 cho Complex City, và có lẽ là rất ít người ngờ đến cái việc này ở thời điểm hiện tại. Ôi trời ơi, cái quay gì với Vitality vậy? Tôi không hiểu, tôi không hiểu. Máu hền ăn vào máu rồi. Quá khó hiểu. Thắng key round quan trọng, cuối cùng thua một round đấu mà đối thủ chỉ hát bài. Chúng ta xem lại. Cái tình huống nó phải gọi là xây. Thực sự và đây thì họ có đến tận 5 player đều có khả năng làm họa sĩ. Tôi khẳng định các bạn luôn, đều có những tố chất thiên bẩm làm họa sĩ cũng như là gì nhỉ, diễn hề nữa. Thật không thể tin nổi trong một round đấu mà nó không thể nghĩ đến được. Apex thì cần thằng mình xài nhém nết xong rồi chết. Zygu bắn ốp xịt bị địch lùa. Ở tình huống sấy của Misuta dốc với cả Kyojin thì nó cứ phải gọi là họa sĩ. Instark kê đẩy rồi, và Instark có mấy cái mạng Kyojin. Map thứ ba đang đến rất gần rồi, đó là map Mirage, và chúng ta nên nghĩ về viễn cảnh map thứ ba thôi. Chứ map thứ hai này thì nó quá khó với Vitality. Với cái việc họ bất người thì rất sớm ở một round đấu quan trọng như này. Đây là match point của đối thủ. Vitality sấy một quả mà tôi đúng phải gọi là sao nhỉ? Sấy nát hết trái tim tôi rồi. Không phải sấy vào mắt nữa mà nó sấy thẳng vào tim, đau ở đầu, đau ở trong tim tôi đây này. Một tình huống có lẽ sấy còn phải gọi là hơn cả khô tóc. Complex City họ đang có lợi thế thực sự là rất lớn, có lẽ cả về mặt tâm lý nữa. Thì mà Vitality họ để thua một trận đấu thực sự quá khó hiểu. Zywoo một góc kê đúng phải gọi là giữa đường, và anh ấy vẫn kịp sủi về. Còn trong mình đó là 15 máu nên thì đâu an toàn hơn nha Zywoo. Đừng nên cường quá, Soxi ở đây cũng là muốn một cường mà anh ấy có cơ sở. JKS là thí sinh đầu tiên phải hy sinh. Tiếp tục là mạng nhưng mà đó là blame F, không thể lên được 3 kill nữa. 3 vết 3, một chút lợi thế về máu cho Complex City. Tham mình chỉ bây giờ không còn là quá nhiều nữa. Complex ơi, có khi nào họ lại để tua trong round này. Zywoo là tiêu tốt, Apex cũng làm được điều thứ tư. Estac anh ta bắn được Apex. Và bây giờ cô đã toàn không thể đặt nổi khi mà Zywoo quá chủ động cho vừa rồi. 9-15, bây giờ còn 6 cái match point nữa phải cứu đến từ Vitality. Hay tất cả những gì mà Vitality họ trình diễn ở một round đấu mà đối thủ hát bài đó chỉ là một cú lừa chăng? Nhưng rất khó để tin anh em ạ. Khi bây giờ khoảng cách nó là rất rất lớn rồi. Chúng ta cùng xem tình huống vẩy ốp của Soxi bắn thế này như vừa nãy có phải không thua rồi không? Zygu pick được Poison, một pha tăng vào trong side nhưng X-Tack quá ít thời gian để có thể xử lý, 6 giây rồi. Bắt buộc phải đặt bom, và đương nhiên rồi, round thắng thứ 9 đến với Vitality một cách đầy bất ngờ. Mặc dù có những thời điểm Complex City họ hơn người, nhưng họ đã không thể tận dụng cái lợi thế đó. Cùng với đó là sự tỏa sáng của cá nhân Sock với cả vị trí của Zygu nữa. Tỷ số tạm thời thì nó sẽ rút ngắn cho Vitality. Khoảng cách là 6 round thôi, và đó cũng là 6 cái match point họ phải cứu. Em nghĩ là Vitality có cứu được không hả Tùng? Cũng như tất cả anh em nữa. Anh em nào team Vitality có thể kéo loạt thi đấu này vào đoạn OT thì có thể bấm phím 1 được không nhỉ? Để có thể ủng hộ chúng tôi cũng như là Vâng. Vitality nữa. Vâng, thưa anh Nghĩa là Tùng hiện tại chưa vào cát, anh hỏi Tùng không biết Tùng mới trả lời kiểu gì. Tùng ơi trên sóng trả lời của anh em ơi. Và bây giờ cũng quay trở lại trận đấu mà tôi. Soxi có mạng lề map và anh ấy không thể làm bạn tiếp theo vì nó thật sự bị đã kết thúc anh chàng người. Zygu đây thi đấu vẫn là hiệu quả trong round hiện tại. Đó là cái mạng xem Poison. 4 vết và Vitality họ đang có một chút đó là những cái lợi thế về người. Và bây giờ JKS Zygu lên trời. Liệu có khi nào có cái gì kết thúc mọi thứ ở đây luôn hay không đây? Trả một quả lửa vào bắt đầu đẩy ra đến từ vị trí của Apex, và Apex ơi lựa chọn này là hơi sai lầm. Bây giờ thì trên bom say A clear rồi, A clear, A clear, nhưng mà từ từ vẫn đang có người back về nên hãy cẩn thận nha anh em. Ba vết tài lợi thế cho City và họ sẽ được lượng bom cho tình huống này. À, clear rồi. Đó thực sự là một điều chính xác. Chứ không phải là report láo như ai đó. Chúng ta đến với tiếp tục trận đấu thôi. Misuta với Kyojin sẽ phải cố gắng di tích quả bom này. Có một khẩu ok đẹp của Nato Safix. Nato Safix bắt được Misuta. Một
góc đứng đẹp của JKS, rất khó để Kyojin có thể dám dạt ra một meta. Ừ, hết rồi, hết thật rồi, và đó sẽ là 16-9 dành cho Complex City ở map pick của Vitality, map overpass. Và cặp trận bên bài này chúng ta sẽ có map thứ ba thôi, đó sẽ là map Mirage, nơi mà sẽ quyết định xem đội tuyển nào sẽ đội ý tiếp.